Mình là khách hàng mới của web vệ sinh, mình tên Tuấn. Nay mình dùng sản phẩm web vệ sinh N97 N39X. Dạ, đầu tiên thì em xin cảm ơn anh đã tin tưởng và quyết định lựa chọn thương hiệu camera hành trình web vệ. Thì hôm nay anh đã chọn mẫu camera hành trình M39X. Thì anh hiện tại anh có hài lòng về cái sản phẩm mà mình đã chọn không ạ? Sau khi trải nghiệm hết tất cả những sản phẩm khác thì tôi thấy web vision nó hội đủ được tất cả những điều mà tôi mong muốn, giữ hành trình và có cảm ứng làn đường, dash hỗ trợ cho camera của mình, và đồng thời là tôi rất hài lòng về cái chất lượng của hình ảnh và camera hơn hẳn những thương hiệu khác. Và đến phút này, tại thời điểm này, tôi quyết định chọn web vision để phục vụ cho chiếc xe của tôi. Dạ, thì sau một thời gian tìm hiểu và anh đã quyết định chọn mẫu camera hành trình M39X này, thì anh có thấy cái điểm khác biệt so với những cái thương hiệu camera hành trình khác không ạ? Điểm khác biệt là như trao đổi, tôi rất hài lòng về chất lượng camera. Dạ, chất lượng camera. Chất lượng hành trình dash để hỗ trợ cảnh báo làn đường cho mình rất là nhiều, và cảnh báo khoảng cách xe an toàn cho mình, và chất lượng hình ảnh DVD và âm thanh rất tốt, rất chuẩn. Dạ. Thì nếu như mà bạn bè hoặc là người thân của anh có nhu cầu lắp đặt camera hành trình cho ô tô thì anh có sẵn sàng giới thiệu về thương hiệu camera hành trình WebVision không ạ? Tôi sẵn sàng mời bạn bè lên xe tôi để trải nghiệm thực tế để rồi mới quyết định, và tất nhiên là phải ủng hộ WebVision rồi, thì tôi đã chọn nhãn hiệu này sau khi tham khảo rất nhiều nhãn hàng khác. Dạ, cảm ơn anh đã tin dùng thương hiệu camera hành trình WebVision.